Quý vị và các bạn thân mến, đây là một bộ da hoàn chỉnh của một con đà điểu. Bộ da này sau khi được thuộc da và làm các sản phẩm từ da đà điểu thì nó rất chi là có giá trị. Đây, quý vị và các bạn hãy ngắm nhìn thật kỹ. Để nó muối khô khô lên nó xong rồi làm cái này. Quấn lật lật ngược lại đi, cúp ngược lại để em quay lại. Đấy, chỗ đấy đúng luôn, đặt luôn chỗ đấy, đứng ngoài ra thế, còn tí nữa này.